Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Ngọc Lặc. Những tin chính sẽ phát trong chương trình. Hội nghị triển khai quán triệt quyết định 217-218 của Bộ Chính trị khóa 11, đề án chuyển đổi cơ cấu mùa vụ giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2020. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2014, các liên đội trường học tổ chức các hoạt động chào mừng. Xã Phùng Giáo phòng trừ hiệu quả châu chấu gây hại trên luồng. Tin về các hoạt động khác, sau đây là nội dung chương trình. Ngày 15 tháng 5 năm 2014, tại Trung tâm Hội nghị, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị quán triệt quyết định 217-218 của Bộ Chính trị khóa 11, đề án chuyển đổi cơ cấu mùa vụ giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Trung Anh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy và lãnh đạo các phòng ban, Bí thư, Chủ tịch 22 xã thị trấn về dự đông đủ. Trong buổi sáng, hội nghị đã tập trung triển khai quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với mục đích tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện quy chế, quy định của Bộ Chính trị trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Các nội dung của quyết định 217-218 phải được triển khai đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức học tập và triển khai nghị quyết, quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nắm và hiểu được cơ bản những nội dung. Tại hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết cuộc thi Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2014. Kết luận nội dung làm việc buổi sáng, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Bí thư huyện ủy, yêu cầu các đảng ủy, chi bộ, cơ sở và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp, tổ chức triển khai hướng dẫn này gắn với quán triệt triển khai quy chế, quy định của Bộ Chính trị. Ban dân vận huyện chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể quán triệt triển khai quy chế, tăng cường tuyên truyền phổ biến nội dung quy chế, quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện. Nhân dịp này, huyện Ngọc Lặc đã trao giấy khen cho tập thể cá nhân đạt giải cuộc thi Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Buổi chiều hội nghị tiếp tục làm việc, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin nội dung buổi làm việc trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin đáng chú ý khác. Năm học 2013-2014, Liên đội trường Tiểu học Quang Trung 1 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học trước, coi hoạt động đội là yếu tố phụ trợ đắc lực giúp cho việc học tập của các bạn đội viên nhi đồng có hiệu quả hơn. Luôn luôn coi trọng việc giáo dục và phát triển đội viên, trong năm học, Liên đội đã tổ chức kết nạp đội cho 38 bạn nhi đồng đủ tiêu chuẩn vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu năm học, Liên đội đã mở lớp tập huấn cho cán bộ của các chi đội sao về kỹ năng nghiệp vụ công tác đội. Các chi đội sao đều thành lập các đội cờ đỏ theo dõi chéo nhau trong mọi hoạt động. Hàng tuần có họp đánh giá xếp loại cụ thể từng chi đội. Vì vậy mà việc thực hiện nội quy nề nếp, quy định học đường của các chi đội ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Trong năm học, Liên đội đã tổ chức thành công các hội diễn văn nghệ chào mừng những ngày lễ lớn như kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đặc biệt, Liên đội đã tổ chức thành công hội thi tiếng hát hay tuổi thơ và kể chuyện, thu hút được đông đảo đội viên nhi đồng tham gia. Kết quả có một bạn giải ba kể chuyện và đạt giải ba giọng hát hay tiểu học cấp huyện. Đặc biệt, trong dịp hè,
Đội nghi lễ và đội văn nghệ đã tham gia chương trình Đại hội Cháu ngoan Bắc Hồ và Trại hè thiếu nhi cấp huyện thành công tốt đẹp. Kết quả, 100% các bạn đội viên thuộc động tác tập đều tập đẹp 5 bài múa hát sân trường. 90% các bạn đội viên đã hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên. Trong phong trào Hoa điểm 10 dâng thầy cô, có 100% đội viên nhi đồng trường tiểu học Quang Trung 1 tham gia và đã giành được hàng trăm điểm 9, điểm 10. Tiêu biểu như bạn Khánh Huyền, Đức Nhân, Thảo Yến, Kim Hồng, Vân chi đội 5A1, Huyền Trang, Trường, bạn Nam chi đội 5A, bạn Quỳnh, bạn Phương, bạn Nam chi đội 5B, bạn Hải Ninh, bạn Cẩm Vân chi đội 3A. Bạn Đinh Xuân Nam, liên đội trưởng, là một trong hai bạn thay mặt cho thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa được chọn đi liên hoan chiến sĩ Điện Biên nhỏ tuổi. Từ những kết quả đã đạt được, liên đội trường tiểu học Quang Trung 1 đã được các cấp đánh giá cao. Công tác đoàn đội của nhà trường trong năm học 2013 và 2014, ban giám hiệu nhà trường và chi bộ nhà trường thường xuyên duyệt kế hoạch và lên kế hoạch cùng với đồng chí tổng phụ trách đội hoạt động tốt cái công tác đội sao trong nhà trường, và cũng chú trọng đến cái công tác đội sao và đặt cái công tác đội sao lên nhà trường là một cái công tác không thể thiếu được để giáo dục cho các em về cái tình yêu quê hương, tình yêu đất nước và tình yêu bạn bè và giúp đỡ nhau trong học tập. Đối với nhà trường thì lấy tinh thần đội sao để giáo dục cho các em phải, và cũng lấy tất cả các hoạt động giáo dục ngoài trời để dùng đó để giáo dục cho các em cái lý tưởng và học tập tốt. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2014, liên đội trường tiểu học Quang Trung 1 đã có nhiều hoạt động chào mừng như phát động phong trào thi đua học tốt, các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập đội. Trong những năm học qua, được sự quan tâm dìu dắt tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng trong hoạt động đội, trường tiểu học thị trấn Ngọc Lặc luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào hoạt động đội, tạo ra một môi trường học tập tích cực, thân thiện cho các em học sinh, đồng thời hỗ trợ kiến thức và mang đến cho các em không khí học tập mới mẻ, sôi động. Mặt khác, các phong trào hoạt động đội của nhà trường luôn bám sát với tình hình thực tế của liên đội, vì thế đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Nhiều năm liên tục, liên đội nhà trường được Trung ương đoàn, liên đoàn cấp tỉnh và huyện trao tặng bằng khen, giấy khen. Ngoài ra, thông qua các hoạt động đội như nghi thức đội, thể dục thể thao, tổ chức văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, meeting tìm hiểu kiến thức, thi viết chữ đẹp, vở sạch, vì môi trường thân thiện, chúng em kể chuyện Bác Hồ, đã góp phần làm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và các hoạt động khác của các em học sinh. Từ những sân chơi bổ ích này đã tạo ra một nguồn động lực lớn để giúp các em vượt qua áp lực trong học tập, cũng như tìm thấy niềm vui thật sự trong học hành. Trong những năm học qua thì liên đội trường học thị trấn đã đạt được những cái thành tích rất là nhất định. Vào năm học thì chúng tôi cùng kết hợp với cái kế hoạch của hội đồng đội huyện đề ra và bám sát với kế hoạch của nhà trường, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động theo chủ đề chủ điểm. Ví dụ như là lễ khai trường này, ngày 20 tháng 11 dự thi văn nghệ, rồi thi nghi thức đội vào 22 tháng 12 và quyên góp quần áo và trao quà cho những bạn học sinh nghèo vượt khó vào cái dịp 22 tháng 12. Và những cái hoạt động lớn nữa như ví dụ như là meeting kỷ niệm ngày 26 tháng 3 ngày thành lập đoàn, rồi ngày 15 tháng 5 ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác. Thì qua những cái hoạt động chủ điểm chủ đề lớn đó thì chúng tôi thấy rằng là cái hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động đội là một trong những hoạt động chủ đạo và không thể thiếu được đối với các nhà trường tiểu học. Bởi vì qua những hoạt động này thì đã giúp các em không chỉ có về kiến thức, về kỹ năng mà còn giúp các em vững vàng hơn trong cái cuộc sống, giáo dục các kỹ năng sống cho các em trong những cái con đường tiếp theo. Với năm học 2013-2014 này thì liên đội chúng tôi cũng đề ra mục tiêu là sẽ phấn đấu và sẽ cố gắng 100% đội viên thiếu niên nhi đồng hoàn thành tốt và xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, và liên đội luôn luôn giữ vững là lá cờ đầu trong ngành giáo dục và là nhận cờ dẫn đầu khối tiểu học cấp tỉnh. Đứng trên con đường đang thi công và sắp hoàn thành đưa vào sử dụng, những hộ dân sống ở ngõ ngang phố Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc và thôn Hưng Sơn, xã Ngọc Khê bồi hồi xúc động.
Bởi từ lâu đời nay, dân ngõ hàng ngang phải chịu cảnh lầy lội, bùn đất mỗi khi trời mưa, con trẻ lấm lem quần áo khi đi học hay vui đùa. Nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống đường giao thông trong việc phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Ngọc Lặc đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng đường giao thông, nhất là đường liên thôn, liên xã. Tiêu biểu là tuyến đường ngang phố Lê Thánh Tông dài 560m, rộng 11,5m, từ thị trấn huyện Ngọc Lặc đến thôn Hưng Sơn, xã Ngọc Khê. Đây là con đường tiêu biểu cho công tác huy động nguồn lực làm đường giao thông bằng việc xã hội hóa. Có tới 130 hộ dân hiến 3.000m2 đất và tài sản trên đất với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng để làm đường. Nhớ lại ngày đầu ra quân giải phóng mặt bằng để làm đường, chưa bao giờ người dân ở phố và thôn chung sức đồng lòng như vậy. Ngay sau khi địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, nhà nhà người người được tự dỡ bỏ mái ngói, tường rào, chặt cây, tỉa cành sẵn sàng cho việc làm đường. Chỉ trong một buổi sáng, phần việc giải phóng mặt đường đã hoàn thành, để hôm nay đi trên con đường thẳng tắp, rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện và nhân dân tham gia giao thông trên đường. Xã Phùng Giáo đã phát hiện 35 ổ châu chấu non tại các thôn, làng Trầm, làng Chuối, Tiến Thành, làng Môn của 10 hộ dân. Đây là diện tích luồng trồng sen keo nên là điều kiện thuận lợi cho trứng châu chấu trú ẩn. Gặp thời tiết thuận lợi sẽ sinh trưởng phát triển nhanh. Ngay sau khi phát hiện các ổ châu chấu, cán bộ xã đã thông báo cho các hộ dân kiểm tra diện tích đồi nhà mình. Nếu có phát hiện thì báo cáo xã. Bên cạnh đó, xã đã cử cán bộ khuyến nông xuống tận các hộ có xuất hiện châu chấu để hướng dẫn cho nhân dân cách phòng trừ. Cách làm của xã Phùng Giáo trong công tác này là một lần phun thuốc đại trà để tiêu diệt, ở những nơi vẫn chưa diệt hết châu chấu, tiếp tục phun lần 2, lần 3. Tiêu diệt châu chấu non khi chúng chưa phát triển, giao trách nhiệm cho các đồng chí trưởng các thôn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân phòng trừ châu chấu không để thành dịch. Nhờ làm tốt công tác phát hiện kịp thời và có biện pháp phù hợp, đến nay xã Phùng Giáo đã tiêu diệt xong các ổ châu chấu hại luồng. Trong thời gian tới, xã tiếp tục công tác chỉ đạo nhân dân thường xuyên kiểm tra đồi luồng tại các hộ. Nếu phát hiện ổ châu chấu có báo cáo kịp thời để phòng trừ. Mùa mưa bão đang đến gần, xã Mỹ Tân đang tích cực, chủ động đề ra các phương án khắc phục thiên tai và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Vấn đề xã ưu tiên hàng đầu đó là tu sửa, nâng cấp các hồ đập tưới tiêu nước. Về phương án đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước, trên địa bàn xã có 2 bãi đập cần khắc phục, đó là đập cây than và đập cây si, chứa nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của người dân làng Vải và làng Beo. Hiện nay, công trình đang được gấp rút thi công đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Nét mới trong việc huy động sức dân tham gia vào thực hiện xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã Mỹ Tân là Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và chi bộ, ban thôn đã gắn kết công tác khắc phục thiên tai với thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay góp sức sửa chữa các bãi đập trong tổng kinh phí dự toán hơn 95 triệu đồng. Xã đã hỗ trợ 50%, còn lại nhân dân làng Vải đóng góp mỗi khẩu 200.000 đồng, cán bộ đảng viên gương mẫu tự nguyện đóng góp 300.000 đồng. Với bản thân tôi là người có uy tín thì được dân cử ra để giám sát cái công trình này. Nói chung là công trình bãi đập được nhân dân cử ra, chúng tôi làm là cũng đảm bảo về cái chất lượng, rồi là về các cái về có cái hiệu quả để đảm bảo cho cái mùa mưa tới, cho việc tưới tiêu, cho là đảm bảo bãi đập cho cái việc là mùa lũ tới thì chúng tôi cũng làm rất là tốt về cái dân chủ trong cái đóng góp. Thì mỗi khẩu thì ở đây là huy động là từ 200.000 trở lên, rồi đối với cán bộ đảng viên là thu ở cái mức cao hơn, để thậm chí là có những cán bộ đảng viên là người ta thu nạp ở cái mức là hàng triệu đồng trở lên. Thì đối với cái chương trình này thì chúng tôi thấy là rất là phấn khởi. Được biết nằm trong tổng số tiền trên và cùng thời điểm hiện nay, Mỹ Tân đang xây kẻ lại cống Hoán Sinh làng Mốc đi làng Vải. Là một xã có điều kiện tự nhiên khó khăn, số diện tích đất nông nghiệp không chủ động được nước tưới có tỷ lệ cao. Vì vậy, trong thời gian qua đã gây không ít khó khăn cho nhân dân trong sản xuất và công tác chỉ đạo sản xuất của xã. Trong nhiều năm qua, xã Minh Tiến có năng suất cây trồng đạt thấp. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện cũng như kế hoạch xây dựng nông thôn mới,
Trong năm 2013-2014, Đảng ủy xã Minh Tiến đã chú trọng đến công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống. Đối với những diện tích chủ động nước tưới, xã chỉ đạo nhân dân tập trung gieo cấy lúa và đưa cơ cấu giống có năng suất cao phù hợp với đồng đất và gieo cấy. Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc để thu hoạch lúa đạt năng suất hiệu quả cao nhất. Đối với các diện tích không ăn chắc, xã Minh Tiến tập trung chỉ đạo nhân dân gieo trồng các loại cây màu phù hợp như ngô, lạc, mía cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, xã thường xuyên quan tâm đến công tác áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vụ chiêm xuân năm nay, xã Minh Tiến có tổng diện tích gieo cấy 143/140 ha, đạt 102% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa lai được 112 ha, đạt 100% kế hoạch. Vào thời điểm này, lúa chiêm tại xã đang sắp chín. Xã đang tích cực chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc lúa chiêm và chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa, giải phóng đất chuẩn bị tốt cho vụ thu mùa. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Ngọc Lặc đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.